Thế còn một băng đạn AK-47 thì sao? Thì thôi chứ sao? Nói vậy thôi chứ cái gì cũng chơi được chứ. AK-47 hả? Get go chèn đất ơi bạn trẻ, chơi mà thủ trời. Chơi như vậy rồi mới mốt ai chơi chung nữa. Nhưng mà thủ ở đâu thì cũng tới công chuyện chứ. Đừng có nghĩ trên trời là an toàn nha. An phận chơi trận sau đi. Nãy giờ chạy nguyên cái map không có thấy đứa nào chứ. Mèn đất ơi vừa nói xong luôn. Rồi lôi đâu ra cái kỹ năng mà bị bắn cái nằm vậy? Bởi ta nói xem tớp tớp ít thôi. Bởi ta nói đôi lúc muốn làm người bình thường mà tụi này đâu có cho. Nó bắt mình phải thể hiện kỹ năng bờ gồ laser của mình nó mới chịu. Mày tới công chuyện mày kỳ này rồi. Chàng ơi còn có 4 viên đạn vậy? Tạm tha cho mày đó. Ở đậu xanh kỳ này tiêu rồi. Mày muốn làm cái gì tao mày làm đi. Thôi tao vô xe mày ngồi nha. Chàng ơi đi luôn đi luôn. Bạn bắn nó đi mình để số đạn của mình lại cho việc có ích hơn. Chàng ơi đúng là người đồng đội tốt. A few moments later. Ai biết gì đâu.